Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 Cảm ơn quý vị. và như màn ảnh truyền hình Little TV theo dõi phần tin tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với vị Anh và Đỗ Tân Khoa. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ra lệnh cấm nhập cảng dầu của Nga. Florida chống chích người cho trẻ em khỏe mạnh. Một bản tin nhạy cảm về cặp vợ chồng ở Florida bị cắt cổ đến chết. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi có bản tin chi tiết mở đầu với VN. Xin cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên cho hay Tổng thống Biden sáng nay đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ ngừng nhập cản dầu hỏa của Nga nhằm gia tăng lệnh trừng phạt liên quan đến cuộc xâm lăng của Ukraine. Quyết định được Tổng thống Joe Biden công bố trong bài phát biểu ngày hôm nay, theo sau lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Trước đó, Tổng thống Biden đã thảo luận với những đồng minh châu Âu về biện pháp cô lập nền kinh tế của Nga và được sự đồng thuận của Anh và các nước Châu Âu. Trước lệnh cấm vận mới về dầu của Nga vào Mỹ, giá dầu thô thế giới đã tăng thêm gần 9 mỹ kim cho một thùng và chính phủ Putin khuyến cáo, giá dầu có thể lên thành 300 mỹ kim một thùng nếu như mà phương Tây cấm vận dầu hỏa của Nga và Nga có thể đáp trả bằng cách ngừng cung cấp năng lượng cho châu Âu và Hoa Kỳ. Lệnh cấm vận mới nhắm vào các nhà À, nhập cản từ Nga sẽ khiến cho giá xăng tăng thêm trong những ngày tới, nhưng ảnh hưởng lớn nhất là đối với người dân ở châu Âu. Hoa Kỳ hiện chỉ nhập cản khoảng 8% nguồn dầu của Nga, và số còn lại đến từ Canada, Mexico và Ả Rập Saudi. Trong phần tuyên bố sáng nay của Tổng thống Joe Biden, dự báo giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng lên và cam kết làm cho mọi cách để hạn chế tối đa ảnh hưởng tới người dân. Ông nói Hoa Kỳ sẽ không thể hỗ trợ chiến tranh cho Nga bằng cách vẫn tiếp tục nhập cản dầu của Nga và bảo vệ sự tự do sẽ phải tốn kém. Ông cũng cảnh báo các công ty xăng dầu của Mỹ không nên lợi dụng tình hình để kiếm lời hoặc là đổi giá. Ngoài ra, thì Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ đã viện trợ an ninh hơn 1 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine và bao gồm hỗ trợ nhân đạo cho người dân Ukraine. Tòa Bạch Ốc cũng đang thảo luận với Quốc hội nhằm thúc đẩy thông qua dự luật cấm nhập cảng hàng hóa của Nga. Lệnh của tổng thống Biden được sự ủng hộ mang tính lưỡng đảng và các vị dân biểu cho biết không ai muốn trả thêm tiền xăng nhưng kêu gọi người dân Mỹ sẵn sàng hy sinh nhiều hơn vì cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Ông Marco Rubio của Đảng Cộng hòa đã ca ngợi hành động của tổng thống Biden và Hoa Kỳ vẫn có đủ khả năng thay thế lượng nhập dầu của Nga và tiểu bang Florida ngày hôm nay trở thành tiểu bang đầu tiên của nước Mỹ ra đề nghị không chích ngừa cho trẻ em khỏe mạnh. Vị tổng trưởng y tế tiểu bang bác sĩ Joseph Lapado đã ra tuyên bố hôm nay đi ngược lại với tiêu chuẩn do CDC đề nghị trước đây, yêu cầu tất cả trẻ em tuổi từ 5 cho đến 7 cần được chích ngừa. Bác sĩ là à, là Dapo cho biết là ông không đề nghị chích ngừa cho trẻ em, mặc dù là không giải thích thêm chi tiết khi cơ quan y tế Florida đưa ra các bản hướng dẫn mới cho đến nay thì cơ quan CDC vẫn xác định việc chích ngừa sẽ giúp cho trẻ em tăng thêm sức khỏe đề kháng để chống lại sự lây lan của coronavirus, đồng thời làm giảm nguy cơ nhập viện hay tử vong vì dịch bệnh. Mặc dù là trẻ em không có triệu chứng nặng như là người lớn khi bị nhiễm covid, nhưng mà các chuyên gia y tế đề nghị chích ngừa để giúp tránh giảm nguy cơ và đồng thời ngăn ngừa việc các trẻ em lây nhiễm bệnh cho người khác. Và thưa quý vị, một thông tin cho hay là cảnh sát có thành phố Daytona Beach của tiểu bang Florida đang tiếp tục truy lùng hung thủ đã thực hiện một vụ giết người vô cùng tàn ác. Theo điều tra, thì cảnh sát nhận được một điện thoại khẩn báo 911 ngày hôm Chủ nhật vừa qua. Báo là nhìn thấy hai người nằm chết bên vệ đường. Và khi đến nơi, thì thoạt đầu cảnh sát tưởng đây là một vụ tai nạn do tài xế đụng rồi bỏ chạy. Nhưng khi đến gần, thì họ nhìn thấy cả hai vợ chồng nằm trong một vũng máu. Trên người họ đã bị nhiều vết dao đâm ở cổ của hai người đã bị dao cứa khiến cho máu trào ra khá nơi. Bên cạnh thi thể của hai người là hai chiếc xe đạp và cảnh sát tin đây là một vụ tấn công có chuẩn bị trước nhưng vẫn chưa đủ manh mối để tìm ra nghi phạm. Hàng xóm trong khu vực cho biết người chồng tên là Terry Ottman 48 tuổi và bà vợ tên là Brenda Ottman 55 tuổi chỉ mới dọn vào nhà mới cách đây 6 tháng và luôn tươi cười vui vẻ với mọi người chung quanh. Họ được xem là những người đang rất hạnh phúc. Cảnh sát trưởng của, Daytona Beach cho biết đây là lần đầu tiên trong 20 năm làm cảnh sát. Ông đã chứng kiến một cảnh giết người ghê gớm đến như vậy và đang kêu gọi dân chúng hỗ trợ cuộc điều tra. Cho đến ngày hôm nay, thì cảnh sát chỉ nghĩ hung thủ là một người đàn ông và có thể là mặc một quần màu nhạt đeo ba lô. Và thưa quý vị, một đứa bé 5 tuổi tấn công gây thương tích cho cô giáo. Cảnh sát thành phố Pembroke Pine ở Florida hôm nay cho biết một học sinh mới có 5 tuổi đã tấn công cô giáo khiến cho cô phải nhập viện. Nội vụ xảy ra vào thứ tư tuần rồi trong trường tiểu học Pine Slicks. Báo cáo của cảnh sát ghi nhận đây là một vụ tấn công với tay, nắm đấm và đạp chân. Theo báo cáo của cảnh sát trong cuộc điều tra, nội vụ khởi đầu khi hai đứa bé, năm và 4 tuổi ném đồ trong lớp mẫu giáo và ném luôn về phía cô giáo, sau đó còn lật ghế trong lớp lên. Một trong các thầy cô đã đưa đứa bé 5 tuổi này vào một phòng để em bình tĩnh lại, nhưng rồi đứa bé đã quay lại để tấn công cô giáo. Sau đó thì cô giáo đã lên trên máy phát thanh của trường để kêu gọi giúp đỡ. Khi mà cảnh sát trong phòng thì họ nhìn thấy cô giáo đang ngồi dựa lưng vào tường trong trạng thái như bất tỉnh ngay cả nhân viên cứu thương tìm cách hỗ trợ cũng không thấy cô giáo có phản ứng sau đó họ đưa cô vào bệnh viện và đã xuất viện ngày hôm nay nhà trường cho biết đứa bé đã bị truy tố tội tấn công nhưng tòa đã hủy lệnh này và không buộc đứa bé phải ra tòa lý do là em bị bệnh tự kỷ và không thể kiềm chế hành vi của mình được và một thông tin tiếp theo cũng cho hay đó là nổ súng gần trường trung học ở tiểu bang Iowa. Cảnh sát của thành phố Des Moines của tiểu bang Iowa ngày hôm nay đã cho biết một thiếu niên đã thiệt mạng và hai thiếu nữ đang trong tình trạng nguy kịch sau một vụ nổ súng phía bên ngoài trường X High School chiều ngày hôm qua. Đây là một vụ án mạng gây chết người lần thứ tư từ ngày đầu năm đến nay. Hai thiếu nữ thì trong độ tuổi từ 16 và 18 là học sinh của trường trung học vẫn đang được điều trị trong bệnh viện ngày hôm nay. Còn thiếu niên còn lại là 15 tuổi không phải là học sinh của trường. Vụ nổ súng xảy ra vào phía bên ngoài của trường học nhưng trong khu viên của trường. Cảnh sát tin đây là nhóm học sinh đang đứng chơi thì có xe chạy ngang rồi xả súng nhắm vào nhóm học sinh đang đứng. Cảnh sát cũng thu lượm được vỏ đạn tại hiện trường. Ngày hôm nay, Sở Cảnh sát Des Moines nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan FBI và các cơ quan điều tra của chính phủ liên bang để truy tìm kẻ sát nhân. Cảnh sát cho biết, ngày hôm nay họ đã bắt được 6 nghi phạm và công bố hồ sơ truy tố liên quan đến vụ tấn công vụ nổ súng chết học sinh đã gây chấn động cho cộng đồng chung quanh trường học, nơi nổi tiếng là yên tĩnh xưa nay thưa quý vị. Và thưa quý khán giả, quý vị vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ và sau đây là bản tin trình đặc biệt buổi chiều của Little Show on TV. Tiếp tục các đề tài liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Hôm nay thì tình hình chiến sự Ukraine đang bước sang ngày thứ 14. Và câu hỏi được đặt ra là liệu cuộc chiến này sẽ kết thúc theo đường hướng nào? các chuyên gia chiến sự đưa ra các nhận định và Hoàng Trọng thủy lược thuật gửi đi bản tường trình đặc biệt sau đây. Hôm nay trên trang nhà CNBC, các phân tích gia chiến sự đưa ra quan điểm về khả năng kết thúc cuộc chiến do Nga xâm lược Ukraine và đưa ra 5 khuyên hướng có thể xảy ra trong thời gian sắp tới. Thứ nhất, nếu Nga thành công để chiếm thủ đô Kiev Tổng thống Putin đang ra kế hoạch thành lập một chính phủ mới thân Nga, dẹp bỏ hoặc thay thế chính phủ của Tổng thống Zelensky hiện nay. Hiện không ai biết liệu quân đội Nga sẽ thành công trong việc chiếm được thủ đô Kiev hay không. Vì đã gần hai tuần giao tranh, nhưng thành phố trọng điểm phía Bắc là Kharkiv, quân Nga vẫn chưa làm chủ được tình hình. Trong khi ở phía Nam, quân đội Ukraine cho biết quân Nga đang bao vây Kiev, nhưng nỗ lực tiến chiếm đang chậm lại. Thế nhưng nếu Nga thành công, khu vực phía đông của Ukraine sẽ do Nga làm chủ tình hình, và khu vực phía tây sẽ là chính phủ được gọi là bán lưu vong quản trị, với sự yểm trợ mạnh mẽ của phương Tây và Hoa Kỳ. Thứ hai, theo phân tích gia Taras Kuzio, chủ trương của Nga là chia cách từ lãnh thổ đến dân số Ukraine. Trong thời gian qua, chính phủ Nga đã không hề che giấu chủ trương Nga hóa Ukraine, thậm chí ngoại trưởng Nga nhận định là Ukraine xưa nay không hề có chủ quyền vì Ukraine thuộc về Nga. Nỗ lực của Nga là đưa Ukraine sát nhập với Nga theo hướng đế chế Nga hoàng thời xưa. Đó cũng là lý do lâu nay Nga tìm mọi cách để ngăn chặn Ukraine chạy theo phương Tây. Thứ ba, nhiều giới phân tích tin rằng không đơn giản để Nga chiếm được Ukraine và đừng xem thường lực lượng và chiến tranh du khích của Ukraine. Chưa kể là cho dù Nga thành công trong việc thành lập chính phủ mới, phe kháng chiến chống Nga ở Ukraine sẽ tiếp tục hoạt động và gây tổn thất lâu dài cho Nga, tương tự như sự thảm bại của Soviet trong chiến tranh Afghanistan thập niên 1980. Ông Tim Ash, chiến lược gia đầu tư tin rằng Nga sẽ phải đương đầu với một cuộc chiến dài lâu, tốn kém và đau thương của một quân đội chiếm đóng. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà chính phủ Nga có thể đưa nước Ukraine trở về vào thời kỳ Liên bang Xô viết khi mà người dân Ukraine trong thời gian qua trong 30 năm hưởng được sự tự do. Thứ tư, nếu Nga thành công trong việc chiếm đóng Ukraine, thì thế giới sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Nga và khối NATO mà giới chuyên gia gọi là bức màn sách bao phủ cả khu vực Đông Âu, tạo nên hai khu vực địa chính trị đối đầu nhau. Một bên là vùng do Nga kiểm soát, bao gồm Ukraine, Belarus, Moldova. Một bên là do Hoa Kỳ và khối NATO bảo vệ. Và nếu căng thẳng gia tăng, một thế chiến thứ ba khó có thể kiềm hãm. Nhất là khi NATO ban hành vùng cấm bay qua không phận của Ukraine. Và cuối cùng theo các chuyên gia, Nga chịu thiệt hại từ lệnh cấm vận, tâm lý binh sĩ bị tổn thương, hàng ngũ hỗn loạn và binh sĩ Ukraine đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga, khiến tổng thống Putin đã phải ra lệnh rút quân. Mặc dù đây là cái nhìn được xem là màu hồng nhất trong tất cả kết quả từ cuộc chiến Ukraine, nhưng chúng có thể xảy ra, nhất là một khi Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây tiếp tục yểm trợ mạnh mẽ pháo lực cho Ukraine đi chung với hậu quả thiệt hại kinh tế nặng nề cho Nga. Không có tiền chi phí cho chiến tranh, về lâu về dài, Nga sẽ hoàn toàn thất thế nếu sự kháng cự của quân đội Ukraine vẫn mạnh mẽ. Đây có lẽ kết quả mà các quốc gia ủng hộ Ukraine trên toàn thế giới mong muốn nhất. Nhưng trên thực tế, chỉ cần Nga hòa hoãn trở lại là tình hình an ninh sẽ dần dần được hồi phục. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho Đài Đô Sài Gòn TV. <laughs> Kính thưa quý vị, phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thị cũng đã khép lại phần tin tức của Đài Lê Đô Sài Gòn chiều ngày hôm nay. Cảm ơn thời gian theo dõi quý vị và xin quý vị đừng rời màn ảnh của Đài Lê Đô Sài Gòn TV để đến với phần thời sự trong tuần cùng với Đỗ Tân Khoa.